Nó anh chị thấy chưa? Để em bánh này à. Ồ, nó sù sù quá trời luôn kìa. Ổ này chắc dữ rồi nha, anh chị xem nè. Nó bọt không có đều anh chị ơi. Quá trời bự rồi nè. Hello các anh chị đang xem video của em nha. Em là HN84 đây. Thì hôm bữa em có phát hiện một cái tổ ong mật gừng á, mà nó mới đóng nha. Là nó đóng ở trong một cây tràm, ở trong vườn cam á. Em không có bắt nó. Thì hôm nay á, em về lại em coi thử nó to chưa, rồi em cùng anh chị đi bắt nó nha. Tại vì hổm giờ rất là nhiều anh chị đặt mật bên em rồi. Đặt hình như là em gom lại tới 4 lít lận mới đủ giao lận. Mà bây giờ em không biết kiếm đâu ra nữa. Tại mùa mưa bắt được một xị là rất là mừng luôn á anh chị. Thì bây giờ á, anh chị cùng em đi vô coi có không nha. Nếu có thì anh chị với em vô bắt nha. Cái con đường này hình như là ít có ai đi lắm á anh chị. Cái tổ ong thì nó cũng đợt trước hình như là em thấy là nó cặp cái bờ ngẹn này nè. Mà nó đóng lên một cây tràm giống vậy nè. Cây tràm nó nằm xéo qua bên vậy nè. Rồi nó đóng cái tổ ong. Mà không biết bữa nay còn không nữa. Em sợ người ta xịt thuốc mà nó đi á anh chị. Cái đường này như ít có ai đi lắm hay sao mà cây nó mọc quá trời luôn nè. Ở đây có trái cam quá trời luôn. Cái này mà có con rắn lục hay rắn gì mà nó bu bên đây chắc chạy ra tổ ong nhanh dữ nữa. Thiệt em sợ với rắn lục luôn á. Con gì mà nó bay hù hù với ta. Chà bây giờ nó nổi bông quá trời nè. Mà bữa nay ngay mới gầm hôm qua nữa. Hôm qua gầm lớn luôn. Không biết có mặt không nữa. Cộng thêm hổm giờ mưa nữa. Quá trời lầm nè. Nó dướng bụi. Dướng quá trời dướng rồi. Chui trong đây rất là cực luôn. À tới rồi anh chị ơi. Còn anh chị xem kìa. Bữa nay nó bự dưới ta. Hôm bữa là nó rất là bé luôn. Để em đi lại gần em quay cho anh chị xem nha. Ổ này không thấy đầu mật ta. Nó anh chị thấy chưa? Để em bánh này à. Nó sù sù quá trời luôn kìa. Ổ này chắc dữ rồi nha, anh chị xem nè. Nó bọt không có đều anh chị ơi. Quá trời bự rồi nè. Để kiếm cái góc nào quay thấy rõ cho anh chị thấy rõ nguyên tổ ong nè. Góc này nếu không chói là sẽ thấy nguyên tổ ong luôn anh chị. Đây nè. Ôi. Như cái màn vậy anh chị. Rất là to luôn. Thì bây giờ em sẽ chuẩn bị đồ em lên em bắt cái tổ này cho anh chị xem nha. Không biết có mặt không nữa. Hy vọng là có mặt nha. Thì em có làm sẵn hai cái đuốc nha anh chị. Để dành dự phòng bắt ong. Cái này là miếng lưới chùm đầu nha. Em lấy cái miếng chùm mít của người ta em làm gì em chùm đầu luôn nè. Ở đây em có thêm cây nữa, là hai cây. Thì bây giờ để còn gì nữa không ta? Cái hộp quẹt thôi ta. Ok rồi. Thì bây giờ em sẽ lấy một cây đuốc này nha. Thì bây giờ em sẽ đốt cây đuốc trước khi lại đằng tổ ong nha anh chị. Tại vì cái tổ này nó rất là thấp luôn. Với hồi nãy em đứng em chụp hình vài cái thôi mà nó dí em rồi đó anh chị. Thì bây giờ anh chị cùng em đi lại đó bắt nha. Ồ.
ổ này rất là dữ luôn nè, cho nên một tí em sẽ lên em bắt từ từ. Ở đây thấy được tổ ong nè anh chị. Ồ, đó đó đó. Bây giờ em sẽ đi qua nhẹ nhàng nha. Đó đó, cái cây này nè anh chị. Cây ngã này nè. Ghê quá. Thì bây giờ em sẽ lên cái cây này em chinh phục cho anh chị xem nha. Ui, nó tuôn ra quá trời anh chị ơi. Lên nhẹ nhàng thôi nha anh chị. Không biết có mặt không nữa. Ui, nó ôm dữ quá anh chị ơi. Hy vọng là có mặt nha. Ô, có mặt rồi anh chị ơi. Mừng quá. Để em gờ mấy con này ra. Đi hết mới được. Có mặt nha anh chị. Mà em không biết được nhiều không nữa. Bên đây nữa nè. Mùa mưa mà được cái như đây mật rất là mừng luôn á. Thì bây giờ em sẽ tiến hành em cắt mật cho anh chị xem nha. Mỗi lần em hố một tổ là em dùng một cái bịch mới nha anh chị. Ném bọt xích lên. Ồ, này phấn qua. Giờ được có ăn chẩm như đây à. Mặt này được một chẩm nha anh chị. Này kiểu như em khét lỗ quá. Để cây đuốc ở đây đi. Anh chị xem cục mật nè. Có mật là đây còn một tí. Em sẽ dứt mấy cái phấn hoa này ra nha anh chị. Để nó hư mặt hết.
Thì hiện tại là em vừa bắt xuống luôn nha anh chị. Do hồi nãy cái điện thoại em nó đứng ngoài nắng lâu quá cho nên nó phát sinh ra rất là nóng, thì nó tự tắt nha anh chị. Thì xuống thì em bắt được một cục mực như đây nè. Tuy không có được nhiều nhưng mà mùa mưa bắt được một cục như thế này là rất là mừng luôn. Cục này chắc em khoảng tầm một xị á, chắc cả một xị anh chị. Thì bây giờ em sẽ đi dài dài kiếm thêm, tại vì người ta đặt em gom lại tới 4 lít lận mà không biết một ngày nay em hốt được không nữa. Thì bây giờ anh chị cùng em đi dài dài kiếm tiếp nha, khi nào có em sẽ quay cho anh chị xem. Thì hiện tại là em vừa đi bắt về nè anh chị. Do em bỏ trong bọc rồi bỏ trong cái ba lô á, em đi tới lui cái nó sóc nó chảy ra ngoài này hết luôn rồi nè. Không biết còn mực trong đây dắt cho anh chị xem không nữa. Để em bóp thử. Còn mà ít nha anh chị. Chảy ngoài hết trơn. Thì sau khi em dắt xong thì được bao nhiêu đây mực nè anh chị. Do mùa mưa cho nên mật ong nó rất là khan hiếm luôn. Bây giờ em sẽ rót nó vô cái chai nha. Cái chai này em vừa rửa sơ qua một lần rồi. Nó tràn lên đây luôn rồi nè. Mật ở trong đất liền rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó. Tháng nắng thì kiếm lần 2-3 lít, còn tới tháng mưa kiếm từng giọt nha. Giờ em mắc để nhiễu từng giọt nè. Tối nay có mật là rất là mừng luôn. Thì hiện tại là em vừa dắt xong và đóng vô chai nè anh chị thấy không? Được bao nhiêu đây nha anh chị? Nói chung là mùa mưa thì được bao nhiêu đây rất là mừng luôn. Còn mùa tháng nắng thì nhiễu đây là ít lắm nha anh chị. Thì anh chị thấy cà liếm này của em thấy hay, nhấn cho em một like và một lượt đăng ký. Và nhớ nhấn dấu chuông bên cạnh để nhận thông báo mới nhất từ kênh của em nha.